Ok anh em ơi, và bây giờ sẽ là một video tổng hợp đồ của Bách 54. Thì đầu tiên nhận khăn lôi nữa, một khăn lôi 27 và sinh lực 100 này. Đó, Khải sẽ làm một video ngắn lại để cho anh em có thể theo dõi nhanh hơn. Là cái nhẫn này bán thì từ 30 kim cho đến 45 kim, tương đương từ 2 đến 3 triệu của anh Triệu Thuấn Hổ. Và một cái nhẫn này khăn băng dài 2340, cũng dạng tương đối nó một ở thời điểm hiện tại, vì nó là dạng nó một rồi, cũng tương đương từ 30 đến 45 kim cái nhẫn này. Rồi, ngọc bội này của anh Long 1940 nhỏ, cái ngọc bội này thì xấu dòng. Nếu thực sự thì do đang nó xài set định quốc thì gọi là ok. Đó, gọi là tương đối ok thì có thể bán từ 5 đến 10 kim. Thì cứ một kim là khoảng 70.000 Việt đồng nè. Đó, anh em tính lên. Đó, được ba món như thế này ở cái bát này. Và qua bên này thì cho anh em tổng hợp sơ qua. Thì có đánh con boss Dương Lịch thì được một cái bao tay làm chậm. Thì bao tay này bán được từ vài kim, có thể là 3 đến 5 kim. Sinh lực lực đẹp. Đó, 3 đến 5 kim, chuẩn năm hành của vũ khí thủy. Và ngập bội và bao tay làm chậm. Đó. Còn nghe nói cái này thì không ăn thua nè, anh em xem sơ qua. 25 20 12 sinh lực lực, cái này chắc cũng được kim, cái này chắc cũng được một kim. Một kim á, sinh lực lực 100. Rồi. Này cũng không sao, không xin nhơ. Này cũng còn rác thôi. Ba đô này bán không ai giá nè mày. Còn ngập bội này khá là tiếc này. 23 40 nhưng mà nó là ngập bội nữ nè mày. Nếu mà nhẫn thì mày ra một có tiền. Rồi, cái này 21 20. Đó, ba cái này thì còn rác thôi. 19 nè, sức mạnh 19 luôn. Sức lực lượng 19. 530, cái nhẫn này cũng được từ 1 đến 2 kim. Đó, 530 hoặc là đỡ khai xài, không bán cũng được. Rồi khăn lôi 19 sức lực lượng. Thông pháp này cũng còn rác thôi em ơi. 20 18. Đó. Đồ thì nói chung là những cái món này thì Khải tổng hợp lại cho anh em xem thôi, thật sự là món này nó bán không có giá trị lắm. Đó. Rồi. Ở cái video tổng hợp bát này thì 54. Anh em xem đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ cho anh em ơi. Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.